Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ Vinh đang đi ăn thử bún suông Trà Vinh. Thì chưa bây giờ Vinh ăn thử cái món này. Mà Vinh nghe nói cái món bún suông Trà Vinh này là một trong những cái món đặc sản của giờ Trà Vinh nha các bạn. Chứ không phải là bình thường, nhưng mà đây là con suông nè. Thì cái tô bún suông này là nó có thịt, nó có giò, nó có đủ hết. Nhưng mà tại vì Vinh không thích ăn giò cho nên chỉ ăn nạc thôi. Giải quyết đó, thì đây là bún nè, còn đây là cọng suông nè. Thì cọng suông này làm ra từ bằng tôm cho nên người ta gọi là bún suông là như vậy. Thì bún suông chấm với lại nước nãy, hồi nãy nước này là nước gì đấy, nãy là nước cẩm tương, nước cẩm tương. Mà Vinh không biết nước cẩm tương là làm từ cái gì, chắc làm từ đậu tương quá, không biết có phải là vậy không. Rồi thêm dĩa rau nè, dĩa rau thì có salad nè, bắp cải trắng nè, giá nè, với lại này là quế hay là cọng rau gì đó, nhỏ 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 cắt nhỏ ra rồi bỏ chung vô thành một cái dĩa rau cho bún suông. Tại vì một bún suông này là một trong những cái món đặc sản nổi tiếng của Trà Vinh, mà chính quê vợ của Vinh là người Trà Vinh, bà vợ Vinh chưa thử cái món bún suông này nữa, cho nên ngày hôm nay Vinh thử ăn hai chồng ăn thử cái món bún suông này để coi như thế nào ha các bạn ha. Thì đầu tiên cái mình bỏ ớt vô nha, rồi mình thử cái miếng nước lèo trước. Ok, lạ lạ, nhưng mà cái lạ, cái ngon của nó là cái chỗ cọng suông này nè, nó là lạ. Rồi mình nghĩ là mình phải có thêm. Ủa chị ơi, nó lạc cho hỏi thăm, nó lạc gì mình thêm nước tương hay là cái tương chấm á hả? Rồi Vinh ăn Vinh cảm thấy nó hơi lạc á các bạn, cho nên mình thử ăn thêm một miếng tương vô. Nãy là ớt nhiều hơi ít, rồi có thêm miếng ớt nó vô nè. Ăn cà gì thè thè nó ngon. Rồi cho thêm miếng rau nữa. Ngon, có lý đó. Khi mà mình thêm một miếng tương này, cái tương đậu này vô nè, ăn cái vị nó vừa ăn nó đã lắm. Nó được. Hai chồng hồi nãy tính đi ăn bữa cháo chay, mà nói bữa cháo chay thì cũng ăn thường rồi. Cho hôm nay mình đi thử kiếm bún suông ăn thử coi nó sao. Đúng, thì giờ thì vì ngày hôm nay thì thật sự là mới biết là bún suông là nó là như vậy các bạn. Các bạn á, nếu có dịp thì cho Vinh cũng nên thì thử ăn cái món bún suông nha. Ngon. Có thêm miếng ớt vô. Ngon. Cái cọng này là làm từ bằng tôm đó, cho nên người ta làm nó dài ra, chắc từ đó thì người ta gọi là bún suông. Chị ơi, em xin hỏi một tô vậy bao nhiêu tiền chị ha? Tô 35, một tô 27. Một tô như vậy á. Có thịt, có huyết đầy đủ vậy thì là một tô chỉ có 35.000 một tô thôi. Còn như tô bún suông của vợ Vinh á thì nó chỉ có 27.000 đô thôi. Cái giá cũng phải chăng chứ không có mắc các bạn ha. Mình ăn. Thì bây giờ á, như nó cái món bún suông này á, Vinh thấy cảm giác ăn cũng giống như mình món bún bình thường của cái những cái loại bún khác thôi. Nhưng mà chẳng nói qua là ta làm từ cái tôm ta làm ra cọng suông này, cho nên đặt là bún suông cũng như những cái loại bún khác thôi. Nó rất là nhiều loại bún cho nên mình thêm cái suông này gọi là bún suông, nhưng mà ăn cũng ngon các bạn.
Như là Vinh về Trà Vinh, Vinh ăn được 20 món. Là cái là mì cay của Trà Vinh, là thêm bây giờ là bún xuông. Nói chung ra đó là mỗi miền nó có một cái vị khác nhau. Chứ Trà Vinh cũng có, nó cũng có bún nước lèo vậy. Thì bún nước lèo bữa giờ là Vinh cũng đã có ăn ở cho các bạn thấy rồi đó. Thì tất cả là những cái món đặc sản của Trà Vinh. Ngon các bạn ơi. Các bạn biết không? Không biết không? Có phải Vinh là người dễ ăn hay không? Vinh thấy ăn nấu nào cũng ngon. Tiếp rồi. Để cho thêm miếng nữa. Khi mà hỏi người chủ ở đây thì người chủ đây nói là không hề xài bột nổi không. Mà chỉ có tiết kiệm của gia đình riêng cho nên mới nổi vậy. Giờ đồng thời người chủ cũng có nói là tại vì đụng đụng lắc vậy cho nên nó nổi. Dọc dọc nó mới lên. Dọc nó lên rồi. Giờ ghé mua bánh tiêu à, giờ đang đi ăn quà giặt ha, bánh tiêu và bánh bò. Bánh tiêu ăn ngon lắm các bạn. Đây là chỉ ở một góc đường vỉa hè thôi, nhưng mà đây là những cái món ăn đường phố dân dã rất là tuyệt vời. Độc chiêu à. Độc chiêu của người chủ. Thêm hai bò nữa đi, hai bò hai tiêu nữa đi. Đây. Thì giờ Vinh đang mua hai bò hai tiêu, có nghĩa là 20 cái bánh tiêu, 20 cái bánh bò. Tiêm hai cái bò, tiêm hai bánh tiêu, cho tiêm. À, gọi này là người chủ tặng thêm cho Vinh là mỗi thứ hai cái nữa. Rồi thành thật cảm ơn chú. Dạ đột đủ chưa chú ha? Cái nữa đây có mấy cái. Đây là chỉ là một xe bán bánh góc ngang góc đường thôi nha các bạn. Năm. Cho thêm bốn cái. Rồi, bây giờ Vinh tạm ngưng ở chỗ này rồi Vinh đi tiếp tục đi ăn những món khác ha. Rồi. Sau khi Vinh ghé mua bánh tiêu xong thì bây giờ bắt đầu ghé hàng chè đầu chợ. Đây là cái gì? Đây là cái nước. Nước là chè đậu, chè đậu đen. Đậu đen. À. Đây là chè trái cây. Ở đây là cái này xong mua lượng. Dành cho xăm vô lượng các thứ nha các bạn. Đây.
quán sẽ mua lượng dạ ba mấy bốn chục năm rồi quán ra sẽ mua lượng chú có đồng ý cho con quay hình chú không? Dạ. Cho thì bây giờ con mới đưa máy lên, cái này cái gì cũng đã phải hỏi rõ ràng. Rồi chú cho con hỏi chú bán chè ở đây được bao nhiêu lâu rồi? À, nếu mà 37 38 năm rồi. À, 39 năm. À, 39 năm. Dạ, cái thời gian không có ngắn ha các bạn ha. Dạ. À. Thì gia đình Vinh có con gái năm nay 38 tuổi. À. Khi tôi bán là cỡ 57 năm rồi. Tính đại khái là 39 năm. Dạ. Đó là mình nói là thực tế chứ không phải mà nói mà để mà nói mà dạ có đúng rồi bị bả chưa ra dạ. Hai người lần rồi đây là xăm bổ lượng ha, xăm bổ lượng cái này vậy nhãn nhục nè nhãn nhục nè đó bỏ vô ly nè đó. Trong này cũng có đầy đủ đó cô. Đó thì gia đình Vinh có mua tất cả là bao nhiêu ly? 10 ly. Dạ, 10 ly thì đã làm sẵn. Và đây là bịch đá đem về để mà bịch đá nè. Đó. Rồi, bịch đá đem về để mà đắp bỏ chung với lại mua ly chè ăn. Dạ. Rồi, thì ra gửi tiền ha. Rồi. Thì gia đình Vinh hiện tại đang đi ăn quà giặt vòng khắp chợ Vinh đó các bạn. Rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đây là bà xã em lúc nào về cũng cô chị bà xã lúc nào về cũng ghé ăn ở hàng của chú hết đó. Rồi. Rồi cảm ơn chú mấy bà chú ha. Rồi. Cảm ơn nhiều. Các bạn ơi, sau khi mọi người trong gia đình mua mấy người ít Vinh với lại bà xã đi mua với lại em đi mua về thì tất cả các món đang hiện diện ở đây đó, có hộp vịt lộn đó nè, có trứng cút lộn nè, có thịt gà nè, gà nướng nè, rồi thịt heo quay nữa nè, vịt quay bánh mì ha đó. Rồi thì bây giờ đây là những cái món mà cho các bà ngồi ăn chơi ở đây, còn mấy ông á thì một lát là qua bên bà bên kia rồi đó, nước bò nướng lá lốt ở bên kia đó là mấy ông ngồi bên kia rồi còn ở đây á là ăn chè. Sao ngon không? Chè đã ngon không? Chè này là từ xưa tới giờ mà về là không ăn chè. Đó là ri không ít. Mình mất đi mua gà dính sáu. Cái gì không? Nó chỉ thôi luôn. Phớt. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vinh vòng quanh chợ Vinh ăn giặt. Cảm ơn các bạn. Bye, chào tạm biệt các bạn nha.